Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Nguyễn Trúc của mình ha. Hôm nay Phương muốn chia sẻ đến các bạn cái kỹ thuật nhuộm phủ bạc màu thời trang trên nền tóc nâu ở level 5 và level 6 ha các bạn. Và đây là tình trạng mái tóc trước khi nhuộm nha các bạn khách hàng có mái tóc màu nâu sáng nè, chân tóc bạc ra được 1 cm thì chân tóc vừa có tóc bạc vừa có tóc đen. Sau khi mà phương nhuộm phủ bạc cho khách hàng rồi á, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy phần tóc bạc nó được đã được phủ bởi một cái màu nâu rồi. Thì còn phần chân tóc đen á nó cũng được nâng tông lên thành màu nâu hạt dẻ sáng. Như vậy là phương vừa nhuộm cho khách hàng một mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa phủ bạc luôn ha các bạn. Thì bây giờ Phương xin mời các bạn cùng Phương chúng ta vào công việc pha thuốc nha Và đây là tất cả những tiếp thuốc Phương dùng để nhuộm phủ bạc cho khách hàng Trước tiên Phương sẽ sử dụng thuốc nhuộm 3 số 0 à, Nó là một dạng kem nâng tông nha các bạn à, Phương dùng 3 số 0 này, à, Phương pha 50% à, thuốc 3 số 0 sau đó Phương sẽ cho tiếp vào 50% màu 5.0 là màu nâu nha các bạn à, nhưng do là tiếp thuốc 5.0 Phương chỉ còn 40% thành ra Phương sẽ thêm vào đó 10% là màu 6.0 Tiếp theo sau đó Phương sẽ cho vào đó là

Rồi cuối cùng Phương sẽ cho màu 0.45 là màu mít đỏ. Nhưng mà 0.45 do hạt màu nó hiển thị rất là rõ và rất là, là là rất là đậm, thành ra là Phương chỉ cho khoảng tầm 1%, 1% màu 0.45 thôi, hoặc là hơn một hột đậu cũng được nha các bạn. Sau đó Phương sẽ pha tỷ lệ oxy thì oxy ở đây phương sử dụng oxy 3 và oxy 12 nha các bạn phương cho 50 trăm oxy 3 nè sau đó phương sẽ tiếp tục cho oxy 2, 12 và oxy 12 phương cũng cho 50 phần trăm tổng cộng oxy 3 và oxy 12 là 100 phần tỷ lệ với thuốc nhuộm là 100 phần trăm như vậy thuốc nhuộm và oxy tỷ lệ là một một ha các bạn sau đó phương trộn đều cái chén thuốc nhuộm này lên à, và bây giờ phương bắt đầu vào nhuộm phần chân tóc bạc cho khách hàng ha à, phương sẽ bắt từng lớp tóc mỏng như thế này và trong quá trình mà chảy thuốc nhuộm lên cái phần chân tóc bạc á các bạn Phương sẽ nâng cái lớp tóc này lên 45 độ hoặc 90 độ Để tạo sự thông thoáng cho da đầu và thuốc nhuộm á Để tránh cho tình trạng là khách hàng không có bị rác da đầu ha nhuộm phủ bạc nó có nhiều cách nhuộm lắm các bạn à, chỉ cần à, có những lúc các bạn chỉ cần à, nhuộm một lần thôi thì cái thuốc bạc mình nó vẫn à, ăn lên màu nâu nè tóc đen nó vẫn lên nâu à, nhưng mà cái màu của nó sẽ không có bền à, và nó nó mau trôi màu lắm à, chính vì vậy à, mà thường thì phương hay nhuộm cho khách hàng hai bước ở bước thứ nhất Phương cũng pha thuốc rồi chải lên trên chân tóc bạc như thế này nè Phương để khoảng tầm 30 phút sau 30 phút đó Phương cho khách hàng vào xả sạch qua nước đi Phương không có sử dụng xà bông Sau đó Phương cho khách ra ghế và tiếp tục pha thuốc nhuộm và nhuộm lên lần nữa Và cuối cùng thì Phương mới cho khách vào xả sạch xà bông Như vậy thì cái màu bạc của mình nó được bền hơn ha thì đó là cách làm của riêng cá nhân phương thôi. À, còn à, theo như phương nghĩ như vậy nè các bạn, cái sợi tóc bạc á, nó có một cái lớp vôi hóa rất là cứng bọc ở bên ngoài. À, còn cái ở bước thứ nhất phương sử dụng 3 số 0 á nó là một dạng kem nâng tông à, mà cái nồng độ pH của cái 3 số 0 này nó rất là cao. À, bởi vì vậy khi mà Phương sử dụng ba số 0 này để phá vỡ cái lớp vôi hóa nó bao bọc bên ngoài sợi tóc bạc á nó sẽ làm cho cái cái màu của mình đi vào đi sâu vào trong sợi tóc á, và giúp cho sợi tóc mình nó ăn màu à, nó không còn bị bạc nữa và đồng thời á, cái tiếp thuốc ba số 0 á nó cũng nâng được cái chân tóc đen của mình lên à, nó nó làm cho chân tóc đen mình sáng level lên giống như mình mong muốn á các bạn sau 30 phút phương cho khách vào xả sạch với nước nha. Rồi sau đó phương dùng tiếp thuốc 6.0. Thì 6.0 là một màu nâu, nâu sáng nha các bạn. À phương sử dụng 100% thuốc nhuộm màu 6.0. À phương vẫn sử dụng oxy 3 và oxy 12. À phương cho 50% oxy 3 và 50% oxy 12 thì tỷ lệ à, thuốc nhuộm 6.0 và oxy 3, oxy 12 là tỷ lệ 11 nha các bạn. Và bây giờ Phương sẽ trộn đều cái chén thuốc nhuộm này lên nha. À, tiếp theo đó thì Phương sẽ chảy thuốc nhuộm lên lên lên, lên mái tóc của khách hàng lần nữa nha các bạn các bạn cũng bắt uh, các lớp tóc ra và chải thuốc nhuộm lên giống như lần thứ nhất luôn nha các bạn thì uh, sợi theo như phương biết uh, thì cái sợi tóc bạc của mình uh, nó là một sợi tóc vô sắc có nghĩa là sợi tóc bạc nó hoàn toàn không có cái ánh sắc màu gì trong đó uh, khi mà ở bước thứ nhất uh, uh, phương cho 0.88 0.45 và 0.33 tất cả là màu mít hết uh, phương muốn cho vào đi chung với lại tiếp thuốc 0.00 để khi mà 0.00 nó phá vỡ lớp vôi hóa ra thì ba hạt màu này ba hạt ba hạt màu đỏ xanh vàng này nó sẽ đi vào trong cái sợi tóc bạc nó sẽ giúp cho nó bù sắc lại cho cái sợi tóc bạc của mình nó có ánh màu trong đó thì sau khoảng 30 phút thì cái sợi tóc bạc của mình nó cũng được ăn màu ăn màu sắc trong đó rồi à, thì thành ra là ở bước thứ hai á các bạn Phương sẽ à, chảy à, 6.0 lên à, và Phương à, để khoảng thời gian à, 20 phút hoặc 30 phút cũng được à, thì lúc này cái màu của mình nó sẽ ăn rất là sâu rồi và cái sợi tóc bạc của mình nó cũng bền màu lắm các bạn à, lên cái màu rất là đẹp và chuẩn luôn à, đúng đúng tông nâu luôn như mình mong muốn luôn đó sau đó mình sẽ gội đầu sạch và sấy khô tóc cho khách hàng ha à, và đây là kết quả một mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ sáng nha các bạn đó các bạn nhìn kỹ không chân tóc nè cái sợi tóc bạc nó cũng không còn nó đã ánh lên một màu nâu sáng rất là đẹp nè và cái phần tóc đen của mình nó cũng được lên màu nè toàn bộ là một màu nâu hết các bạn ha Và như vậy là Phương vừa chia sẻ xong với các bạn à, kỹ thuật nhuộm màu nâu hạt dẻ sáng trên à, nền tóc bạc nha các bạn. Sự thật 100% à, Phương à, nhuộm cho khách hàng như thế nào thì Phương chia sẻ với các bạn như thế đó. À, các bạn có thể xem và tham khảo ha. Cuối cùng thì à, Phương cũng cảm ơn các bạn à, đã bỏ thời gian ra theo dõi video của Phương. À, nếu mà video có hữu ích các bạn nhớ đừng quên nhấn like chia sẻ cũng như là subscribe ủng hộ kênh của phương nha à, phương chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha